Nhảy trên cạnh Huyền là tên tập sách giới thiệu các tác phẩm đoạt giải của cuộc vận động sáng tác Gõ Cửa Trái Tim do Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch tổ chức. Từ 700 tác phẩm dự thi, ban giám khảo đã chọn được 33 tác phẩm vào chung kết và 7 truyện ngắn đoạt giải được nhà xuất bản Kim Đồng tập hợp in trong cuốn Nhảy trên cạnh Huyền. Chất lượng những truyện ngắn này được đánh giá là không quá xa nhau. Thung lũng đêm của Văn Thành Lê, Rít ơi của Nguyễn Mạnh Hà, Nhà tình trở trong rừng, Nhảy trên cạnh Huyền của Nguyên Hương đều là những chuyện thú vị của những tác giả có tay nghề vững vàng.